Giang và Luther Thanh là cô đội của tôi sẽ được tên thời. Và ngay bây giờ em xin cảm ơn tất cả quý vị đã ngồi lại đây, nắng một chút thời gian ngồi ở đây. Và ngay giây phút này chính là giây phút công bố kết quả. Kính thưa quý vị và các bạn thí sinh thân mến, sau khi mà chị Hình đã hồi hôi. Dạ, sau khi mà Hương Hỏa đọc tên bạn thí sinh nào thì bạn thí sinh bước lên đây. Dạ, đây là tiến độ mình đã vào vòng an toàn. Dạ rồi, kính thưa quý vị, hồi hộp và chờ đợi. Đêm nay sẽ chọn ai và sẽ mất ai? Ai sẽ tiếp tục trên con đường chinh phục tài năng Lô Tô Dân Gian, Lô Tô Tha Lành cùng đôi đầu Lô Tô Sài Gòn Tân Thời, và ai sẽ nối tiếp dừng chân lại top 10? Và thí sinh đầu tiên an toàn xin được chúc mừng Tuấn Trân. Dạ, xin chúc mừng Tuấn Trân. Kính thưa quý vị, tiếp theo sẽ là một chàng trai với nguồn năng lượng dồi dào. Xin chúc mừng thí sinh Hoàng Khang. Dạ, tiếp theo chương trình sẽ là một người con gái nằm trong top an toàn. Xin được chúc mừng Hiểu Mi. Dạ, mình bây giờ là còn ba chàng trai, nhưng mà là ba chàng trai và ba cô gái. Dạ, mình nắm chặt tay nhau nha. Tiếp tục sẽ là một chàng trai bước tiến vào vòng trong. Xin chúc mừng thí sinh Kim Trọng. Một người, một bạn thí sinh nữa bước vào vòng an toàn với những cái lời khen rất là cao khánh từ ban giám khảo cũng như là quý vị khán giả tại sân khấu. Xin được chúc mừng Lâm Hoài Thi. Dạ, xin chúc mừng tất cả các bạn nằm trong top an toàn. Và kính thưa quý vị, trong top an toàn sẽ có một bạn nhất tuần này. Mọi người đoán ai ạ? Dạ, có đáp án khác không ạ? Thì đó chính là đáp án của tuần này. Xin chúc mừng Lâm Hoài Thi. Một lần nữa xin mời giám khảo khách mời anh Chu Huy Vũ sẽ cho bạn tặng tượng trưng cho bạn Lâm Hoài Thi là thí sinh xuất sắc nhất tuần. Xin mời Lâm Hoài Thi đứng ra một lần nữa tập. Dạ, cảm ơn Vũ. Xin chúc mừng Lâm Hoài Thi rất là nhiều ạ. Dạ rồi, xin chúc mừng Lâm Hoài Thi nha. Một lần nữa xin mời tất cả an toàn mình lùi về phía sau nha. Dạ. Xin mời bốn bạn còn lại mình tiến về phía trên một bước. Kính thưa quý vị, trong top 4 này sẽ có hai bạn phải nói lời tạm biệt cùng với chương trình Lên Trên Thao và năm 2023 của đội tôi sẽ còn tâm thời. Ngay bây giờ không để cho tất cả quý vị chờ đợi lâu, tôi hỏi xin công bố người bước tiếp vào phòng trong. Xin phép được bằng gọi tên. Xin phép được gọi tên Bảo Ngọc. Dạ, bây giờ trên sân khấu còn 3 bạn. Và may mắn sẽ mỉm cười với ai đây ạ? Kính thưa quý vị, may mắn mỉm cười với bạn nào trời? Xin chúc mừng bà con gái đến giữa Tuệ Lâm. Dạ, xin chúc mừng Bảo Ngọc và Tuệ Lâm. Một lần nữa rất là cảm ơn khán giả cũng như là dịch chú đã đến với Lô Tô Tha Lành 2023. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều ạ. Dạ, kính thưa quý vị, và một lần nữa xin cảm ơn ban giám khảo chị Lô Lô, nghệ sĩ Lương Tô, Lát Thiên Mi, nghệ sĩ Lương Tô, Bé Tư cũng như là ca sĩ khách mời Thu Diệu Vũ cùng với các đơn vị tài trợ, công ty Open Road Institute, công ty 137 Hàm Yên, Phú Phát Sài, Sa Long, đơn vị Tuệ Power, các đơn vị báo chí truyền thông, YouTuber, cảm ơn anh Thuận, cảm ơn chị Ngọc và đặc biệt là cảm ơn tất cả quý khán giả đã ủng hộ các thí sinh và cũng như ủng hộ Sài Gòn Tân Thời đến giờ phút này. Và kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã tìm ra được top 7 bước tiếp vào vòng trong. Rất mong là tất cả quý vị sẽ yêu thương ủng hộ các bạn trong những vòng tiếp theo ạ. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ gặp lại.
từ chiều sống chiến thắng ngày.